Sự hùng mạnh của một quốc gia phụ thuộc vào ba thành tố căn bản: độ lớn của khát vọng, chí hướng của quốc gia, trí huệ, sự minh triết của quốc gia, sự đoàn kết toàn diện của quốc gia. Với khát vọng đưa Việt Nam trở thành một quốc gia dẫn dắt và ảnh hưởng toàn cầu, trong suốt nhiều năm, Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ đã không ngừng trăn trở, nghiên cứu công thức thành công của những nền văn minh, quốc gia, nhân vật thành công hàng đầu thế giới. Quốc gia khởi nghiệp Israel chỉ với 8 triệu dân, 80% diện tích là hoang mạc, bị bao vây bởi các quốc gia thù nghịch. Thế nhưng họ vẫn sản sinh ra vô số chủ nhân Nobel, khoa học gia lỗi lạc và những nhà chính trị, kỹ nghệ đại tài. Nhật Bản chỉ trong một thời gian ngắn từ hoang tàn của chiến tranh, thiên tai đã vươn lên trở thành cường quốc kinh tế lớn thứ hai trên thế giới. Giấc mơ Mỹ hay khát vọng Đại Hàn cũng là những điều mà hầu hết chúng ta được truyền cảm hứng thông qua những câu chuyện thành công của ông vua dầu lửa John Rockefeller, ông vua ngân hàng J.P. Morgan, cha đẻ dây chuyền lắp ráp xe ô tô Henry Ford và nhà sáng lập cố chủ tịch tập đoàn Hyundai Chung Ju Jung, cho đến những nhân vật đương đại như chủ tịch tập đoàn Microsoft Bill Gates. Điều đó đã chứng minh sự hùng mạnh của mỗi quốc gia không phải do tài nguyên thiên nhiên giàu nghèo hay diện tích lớn nhỏ, không phải do quy mô dân số, bề dày lịch sử, chiến tranh, nghèo đói. Sự thành công của mỗi cá nhân không phải do trình độ học vấn cao thấp hay nghịch cảnh, số phận giàu nghèo. Mà điều làm nên sự vĩ đại của mỗi quốc gia, thành công của mỗi cá nhân chính là do có được hệ thức thành công với 5 cấu phần mà khát vọng lớn là điều tiên quyết đầu tiên cần có. Khi và chỉ khi có khát vọng lớn mới có sự vĩ đại, thành công của mỗi cá nhân, quốc gia và dân tộc. Tất cả các công thức đã được đúc kết thông qua tủ sách nền tảng đổi đời với hơn 100 đầu sách trên 12 lĩnh vực then chốt nhất, nhằm trang bị tri thức và sự hiểu biết toàn diện cho thân, tâm, trí, được Trung Nguyên tuyển chọn từ kho tàng tri thức nhân loại, trao gửi đến thế hệ thanh niên Việt với mong muốn thắp sáng khát vọng vĩ đại trên hành trình phát triển đất nước. Ngoài 100 đầu sách của tủ sách nền tảng đổi đời liên thông từ lập thuyết đến thực hành, hợp nhất tinh hoa nhân loại trong 12 lĩnh vực căn bản nhất, bộ sách Khởi nghiệp tâm tập hợp mọi tri thức và kỹ năng cốt lõi để giúp thanh niên khởi nghiệp thành công, làm giàu về vật chất trên con đường đi đến giàu có toàn diện, giàu có về tinh thần, thể chất và vật chất, và đạt được hạnh phúc đích thực. Chính là cái động lực rất lớn để các bạn trẻ nhìn nhận thấy rằng chúng ta là người Việt Nam, chúng ta phải làm cái gì cho người Việt Nam. Thông qua cái việc chúng ta trao truyền những cái kinh nghiệm và tạo ra những diễn đàn, thì chính người trẻ là với cái năng lực của cái tuổi trẻ, nó rất nhạy cảm, nắm bắt được và nó sẵn sàng chấp nhận những thử thách, kể cả những cái thất bại ban đầu. Nguyên là gì? Đây là tập đoàn đã đóng góp cho đất nước bằng một cái chuyện mà không có tập đoàn làm được. Đây là duy nhất có cái tập đoàn theo tôi ở Việt Nam. Nên hãy ủng hộ họ và chúng ta hãy đồng hành ủng hộ theo cái nghĩa là từ trái tim. Thanh niên giàu có thì quốc gia giàu có. Thanh niên hùng mạnh thì quốc gia hùng mạnh. Trong 5 năm tới, Tập đoàn Trung Nguyên Legend đặt mục tiêu trao tặng 200 triệu cuốn sách đổi đời đến 20 triệu hộ gia đình, thư viện, trường học, khối quân đội trên cả nước với nguồn lực chi phí cần là 5 tỷ USD. Cùng với đó, Trung Nguyên sẽ tổ chức các hoạt động trao tặng sách cho các thư viện cộng đồng tại tất cả các địa phương, tổ chức các chương trình giao lưu truyền cảm hứng khởi nghiệp tại các không gian Trung Nguyên Legend và eCoffee. Đồng hành cùng hành trình là sự có mặt của các tổ chức xã hội, các nhân vật nổi tiếng, chuyên gia kinh tế, văn hóa, giáo dục, sáng tạo trong nước và quốc tế. Một dân tộc vĩ đại là một dân tộc biết thượng tôn và tôn thờ tri thức.